vũ khí để phòng thân, săn bắn hay giải trí, các tính năng kỹ thuật và đặc điểm cấu trúc, chọn vũ khí thế nào và dùng ra sao, đánh giá tổng quan về thị trường vũ khí dân sự ở Nga, các thử nghiệm độc đáo, sự thực thú vị và yếu tố pháp lý, tất cả các kiến thức về thao tác vũ khí an toàn và văn hóa sử dụng vũ khí đều có trong chương trình của chúng ta. Cỡ bé hay lớn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai loại súng bắn tỉa với các cỡ nòng khác nhau, chờ xem kết quả sẽ như thế nào nhé. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với súng bắn tỉa có độ chính xác cao, Blazer R39 Tactical. Vâng, với cỡ nòng này, tất nhiên nó phù hợp hơn đối với thể loại bắn súng thể thao chiến thuật. Và cả súng săn cỡ nòng nhỏ của Nga, Sobol. Súng được làm tương đối tốt, chắc chắn. Ngoại hình mang đậm dấu ấn của nhà máy sản xuất Izve và có vẻ hơi thô, nhưng điều đó không làm giảm đi các ưu điểm của nó. Và cùng thử xem hai loại súng khác nhau hoàn toàn như thế này sẽ đối phó với các mục tiêu bất thường của chúng ra sao. Tất cả những nội dung trên và hơn thế nữa sẽ có trong chương trình của chúng ta ngay bây giờ. Tập đoàn Kanchuga là đại lý chính thức của hầu hết các hãng sản xuất vũ khí trên thế giới từ hơn 20 năm nay. Hiện nay, hệ thống các cửa hàng của Kanchuga bày bán hơn 10.000 sản phẩm khác nhau, bao gồm vũ khí, khí tài quang học, trang phục, phụ kiện chuyên dụng và nhiều mặt hàng khác. Tổ hợp bắn súng thể thao Vutren, cả một kho vũ khí phong phú. Đây là trường bắn súng ứng dụng trong nhà với hai tuyến bắn dài 25m và 50m để bắn các loại súng ngắn và súng carbine. Hôm nay tại đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các loại súng bắn tỉa cùng với sự trợ giúp của Alexander Shishov. Alexander Shishov, nhân viên tư vấn bán hàng cấp cao của chuỗi cửa hàng vũ khí Kanchuga chuyên về súng săn. Alexander, tôi đoán rằng trong thùng này có cái gì đó rất thú vị. Vâng, và một vật gì đó rất to. Hãy mở nó ra xem nào. Ồ, đây, đợi một chút. Súng bắn tỉa Blazer R93 Tactical 2 được chế tạo bởi kỹ sư người Đức Horst Blazer. Điểm đặc biệt trong cấu trúc của loại súng này là việc nòng súng được gắn vào thân súng theo kết cấu kiểu mô đun và khóa nòng được thiết kế theo kiểu trượt không xoay. Đây là súng bắn tỉa cỡ nòng 338. Vâng, với cỡ nòng này, tất nhiên nó phù hợp hơn với thể loại bắn súng thể thao chiến thuật. Cũng có thể sử dụng nó để đi săn, tuy nhiên có thể nói trên thực tế rất ít người đi săn mà bắn từ xa như thế. Để bắn một con lợn lòi từ khoảng cách 70m thì khẩu súng này rõ ràng là không phù hợp. Tuy nhiên, nếu muốn bắn một con dê ở đỉnh núi bên kia thì rất phù hợp là đằng khác. Điểm đặc biệt nhất của loại súng này là ở chỗ khóa nòng của nó trượt thẳng mà không xoay. Khác hẳn có thể nói với các loại súng bắn tỉa thông thường, cùng một dòng với nó, rõ ràng là thế. Khóa nòng trượt thẳng mà không xoay cho phép rút ngắn thời gian lên đạn. Cho nên nếu nói về tốc độ bắn, thì loại súng này không hề thua kém các loại súng tự động lên đạn. Kết cấu mô đun cho phép thay đổi nòng súng. Cho nên người sở hữu R93 có thể biến khẩu súng bắn tỉa này thành một khẩu súng cỡ nòng bất kỳ tùy vào mục đích sử dụng. Có thể là để đi săn hoặc dùng cho bắn súng thể thao độ chính xác cao. Về băng đạn, ở đây tôi rất quan tâm, nó có thể chứa được bao nhiêu viên? 4 viên đạn? 4 viên đạn à? Nhưng chúng ấn tượng đấy. Trong trường hợp này, chúng ta đang có các viên đạn cỡ 338. Hình dáng của chúng đảm bảo tính năng khí động học tối ưu nhất.
Loại đạn như thế này không nên dùng để đi săn, mà tốt nhất là dùng cho bắn súng thể thao yêu cầu độ chính xác cao. Loại súng của chúng ta tương thích với kính ngắm Night Fox. Kính ngắm quang học ban ngày Night Fox ban đầu được chế tạo cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, với tính đa năng của mình, nó được sử dụng rộng rãi trong cả săn bắn lẫn bắn súng thể thao chính xác cao. Anh biết không, Sas, tôi nghĩ rằng nói về loại súng này, chúng ta có thể nói cả ngày. Nhưng tôi muốn đề nghị với anh đặt nó lên giá và chuẩn bị bắn thử xem sao. Để làm mục tiêu cho phát bắn đầu tiên từ súng bắn tỉa R93, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc TV. Quan sát kỹ nhé. Vâng, phải đặt súng như thế này nhé. Nghĩa là cầm súng như thế này, rồi tì bắn súng vuông góc vào vai, sát vai để tránh giật nhé. Cơ bản là như thế này. Ngón tay, nhìn này, co súng phải siết từ từ và thật êm. Còn nếu anh muốn thể hiện mình điêu luyện thì đừng nắm tay súng như thế này, mà hãy đặt tay như thế này. Như thế này đúng không? Ngắm theo rãnh thứ ba nhé, hướng nó vào tâm mục tiêu. Viên đạn được bắn ra từ khẩu R93 đã trúng vào chính giữa màn hình, tạo ra một lỗ có đường kính vài cm. Khói mịt mù lẫn với các mảnh vỡ màn hình bắn tung tóe. Viên đạn không thể xuyên thủng qua chiếc TV, thế nhưng động năng của nó đã làm bung cả mặt sau TV. Tuyệt vời! Súng bắn tỉa của Đức R93 Tactical cỡ nòng 338 là một loại súng rất mạnh và đắt. Một loại súng chất lượng như thế này không thể rẻ được. Nó, thân súng dĩ nhiên là được làm từ vật liệu polymer chất lượng cao. Bên cạnh đó, không đơn giản là ráp chúng lại với nhau, mà phải thiết kế sao cho nòng súng được gắn vào một cách chính xác nhất, đạn được đẩy vào đúng vị trí nhất, nghĩa là phải thiết kế sao cho nó có thể hoạt động ổn định lâu dài. Có thể nói là như vậy. Tuy nhiên, trên thị trường Nga hiện nay, có nhiều loại súng săn bắn tỉa giá cả phải chăng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một trong số chúng, và Vasily Mikhev sẽ hỗ trợ chúng ta. Vasily Mikhev là một nhà hoạt động của tổ chức quyền sở hữu vũ khí, một người đam mê săn bắn cũng như các loại súng thể thao. Trước mắt chúng ta là súng bắn tỉa Sobol, cỡ nòng bao nhiêu nhỉ? Nó dùng loại đạn 5,6 ly, hay còn gọi là đạn cỡ 22, Long Rifle. Đây là một loại đạn rất cổ, đã được sử dụng từ thế kỷ 19. Súng săn carbin Sobol được sản xuất ở nhà máy cơ khí Izvest. Nó có cỡ nòng 5,6 ly và được sử dụng để săn các loại chim và thú nhỏ. Đối với cỡ đạn này, hầu hết các địa phương ở Nga đều cấm sử dụng cho mục đích săn bắn nghiệp dư, nghĩa là đối với săn bắn chuyên nghiệp được chuẩn bị kỹ lưỡng thì thoải mái sử dụng, còn đối với dân thường thì loại đạn này bị cấm sử dụng để đi săn. Súng được làm tương đối tốt, chắc chắn. Mặc dù ngoại hình hơi thô, mang đậm dấu ấn của nhà máy Izve, nhưng điều đó không làm giảm đi các ưu điểm của nó. Rất thú vị. Còn khóa nòng thì nó có tay quay. Ôi trời đất ơi, đây là băng đạn sao? Băng đạn của nó như vậy đấy. Vâng, nó có hệ thống quay. Khá nhỏ. Kiểu khóa này được sử dụng ở súng máy Maxim và súng ngắn Parabellum. Đây, kết cấu quay đây. Rất kỳ lạ đúng không? Vâng, còn khóa nòng rất khác thường và hoạt động rất tiện lợi. Đây này, nghĩa là anh có thể lên đạn rất nhanh mà không cần bỏ tay ra khỏi đây. Các vận động viên hai môn phối hợp cũng có cái này. Các vận động viên hai môn phối hợp à? Đúng vậy. Vâng, còn ở đây, khẩu súng này còn có một cái ngăn rất tuyệt như thế. Có thể giấu hai băng đạn vào đó. Bí mật đấy, vâng. Súng Sobol sử dụng loại đạn cỡ 5,6 x 15,6 ly, hay còn gọi là cỡ đạn 22 Long Rifle.
Loại đạn này rất phổ biến không chỉ bởi nó rất rẻ, mà còn vì nó không giật và có đặc tính đạn đạo cao ở cự ly gần. Đây là loại kíp nổ vòng, nghĩa là kíp nổ được bố trí quanh viên đáy của vỏ đạn, không phải ở tâm mà ở viên đáy. Loại đạn này rất đơn giản về cấu trúc, uy lực không lớn, tuy nhiên tương đối chính xác. Với loại đạn này các anh có thể săn những loài gì? Các loài chim và thú nhỏ. Ở cự ly nào thì thuận lợi? Cự ly à? Cự ly tiêu chuẩn thôi, không quá 100 mét. Và nó có dễ sử dụng không? Vâng, rất đơn giản. Chính vì thế tôi đề nghị chúng ta sẽ bắn thử nó. Vâng, tất nhiên rồi. Từ thô sơ đến hiện đại, nguyên lý hoạt động và uy lực, kỹ năng sử dụng và nguyên tắc đảm bảo an toàn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đường ngắm chuẩn. 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về các loại súng trường với cỡ nòng khác nhau tại tổ hợp bắn súng Vulcan. Và đã đến lúc thử nghiệm những khẩu súng bắn tỉa của chúng ta. Hai loại súng khác nhau hoàn toàn này sẽ cho kết quả như thế nào khi bắn của một loại bia? Đứng sau TV, tôi nghĩ rằng sẽ không cảm nhận được điều đó. Chiến đấu với rau quả, làm thế nào để chặt đôi cây bắp cải bằng khẩu súng trường bắn tỉa này? Máy bắn cơ động với khẩu súng cỡ 338, đó là một ấn tượng khó quên. Tất cả những nội dung trên và hơn thế nữa, ngay bây giờ sẽ có trong chương trình của chúng ta. Và như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng súng R-93 Tactical và dùng khối thạch đạn đạo dài 60cm làm bia. Tôi đã sẵn sàng. Viên đạn được bắn ra từ khẩu R-93 đã xuyên vào trong khối thạch và vỡ ra làm nhiều mảnh. Bên cạnh đó, phần lớn động năng của phát bắn đã truyền trực tiếp cho khối thạch ngay tại điểm mà viên đạn vỡ ra. Phát bắn mạnh đến nỗi nó đã làm cho khối thạch biến dạng, và chiếc bàn dùng để kê nó cũng bị hất văng lên. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Mặt bàn cũng bị bong ra, mặc dù đã được đóng đinh chắc chắn. Đúng như dự đoán, chúng ta đã bắn tan tác khối thạch đạn đạo. Hãy cùng xem khẩu Sobol sẽ đối phó với mục tiêu này như thế nào. Điều quan trọng nhất là nó không giật và không ồn, không cần phải đeo ốp tai. Thật sao? Vâng. Như một món quà vậy. Sau Blazer thì dĩ nhiên đây sẽ là một sự khác biệt lớn. Vâng, không cần ốp tai, nhưng kính thì dù sao vẫn cần đấy. Tất nhiên rồi. Viên đạn được bắn ra từ khẩu Sobol đã bay trúng chính giữa khối thạch đạn đạo và gần như truyền toàn bộ động năng của mình cho nó. Bên cạnh đó, do kích thước khá nhỏ, nên nó đã xuyên vào được hơn một nửa chiều dài khối thạch. Thật tuyệt vời, tôi đã bắn trúng, không giật chút nào. Tôi cảm thấy rất ổn, đẹp đấy. Mục tiêu tiếp theo mà chúng tôi sử dụng là hai viên gạch xây dựng, được đặt cách nhau 10cm trên mặt bàn. Thế nào, gạch ơi, vĩnh biệt cuộc đời đi nhé. Vâng, mày đã từng là một vật liệu xây dựng tuyệt vời, nhưng hôm nay mày sẽ bị phá hủy ở đây. Cẩn thận, đừng bắn vào tường nhé. Không thì, tôi thích bắn các viên gạch. Tôi đã sẵn sàng. Pu
Viên đạn được bắn ra từ khẩu R-93. Khi bay, trúng viên gạch đã xuyên thủng qua nó và tạo ra một đám khói bụi lẫn các mảnh vỡ. Trong làn khói, thật khó để nhìn rõ thấy những gì đã xảy ra sau đó. Dù vậy, việc viên gạch thứ hai bị phá hủy là điều chắc chắn. Các mảnh vỡ thậm chí còn bay đến cả chỗ này, thấy không? Đứng sau chiếc TV, tôi nghĩ rằng sẽ không cảm nhận được điều đó, cần phải đứng ở chỗ này này. Hãy cùng xem khẩu Sobol làm được điều tương tự hay không. Còn anh nghĩ sao? Có bắn thủng được không? Viên gạch đầu tiên thì chắc chắn, còn viên thứ hai thì để xem thế nào đã. Viên đạn được bắn ra từ khẩu Sobol đã bay trúng viên gạch, tuy nhiên không thể xuyên thủng qua nó. Nhưng dù sao, năng lượng của nó cũng đủ để làm vỡ viên gạch. Đẹp đấy, nói chung là đẹp. Mục tiêu tiếp theo mà chúng tôi sử dụng là 4 tập giấy văn phòng thông thường và bó chúng lại với nhau bằng băng dính. Hãy cùng xem khẩu súng bắn tỉa R-93 đầy uy lực của chúng ta có khắc phục được mục tiêu này không. Trồng giấy. Tôi rất háo hức muốn xem điều gì sẽ xảy ra với nó. Ở tình huống quay chậm có thể thấy rõ, viên đạn dễ dàng đục thủng trong giấy. Tuy nhiên, nó đã đánh mất toàn bộ năng lượng của mình ở những trang cuối cùng và nằm lại đó chứ không thể xuyên qua. Vâng, Sas, anh đã làm tôi hài lòng đấy. Hãy mang khẩu súng bắn tỉa đó đến trước ống kính của chúng tôi nào. Tôi đã làm gì có thể? Hãy cùng xem Vasily và khẩu Sobol của anh ta sẽ nói gì về điều này. Hãy phá hủy những sổ sách kế toán đen tối này đi, làm ơn đi. Với độ dày như thế, tôi cảm giác sẽ khó mà bắn thủng được nó. Không thủng được à, nhưng sẽ xuyên được khá nhiều đấy. Cùng chờ xem nhé. Viên đạn được bắn ra từ khẩu Sobol dễ dàng chọc thủng được trong giấy, tuy nhiên năng lượng của nó rõ ràng là không đủ để đi xuyên qua mục tiêu của chúng ta. Có trúng không? Có. Chính giữa trong giấy luôn. Nếu đem so sánh với những loại súng cỡ nòng lớn hơn, rất dễ có quan niệm sai lầm về tác dụng của loại súng này. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào, đều phải thật thận trọng với bất cứ thứ vũ khí nào, bao gồm cả loại này. Bởi vì sức mạnh của viên đạn được duy trì ở cự ly tương đối lớn. Vâng, và một viên đạn chỉ tưởng chừng như rất mềm, nhưng cũng có thể gây ra những thương tích lớn. Cho nên, nếu không tuân thủ các quy tắc bảo đảm an ninh, vô tình bắn phải ai đó ở một nơi nào đó thì hậu quả sẽ khôn lường, thậm chí dẫn tới chết người. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm súng trường bắn tỉa Blazer 93 Tactical 2 và Sobol tại câu lạc bộ bắn súng Vutren. Trước mặt chúng tôi là khẩu Sobol, cỡ đạn bao nhiêu ấy nhỉ? Cỡ 5,6 ly. Đây là loại đạn rất cổ, được sử dụng từ cuối thế kỷ 19. Còn bây giờ, sẽ cùng kiểm tra độ chính xác của các xạ thủ. Tôi sẽ bấm thời gian và anh sẽ phải bắn hạ số bóng bay kia. Tốt thôi. Cùng thử xem. Giống như trên trường bắn. Cuộc thi bóng bay. Liệu tôi có thể vượt qua vị chủ súng này cả về tốc độ bắn và độ chính xác? Lên đạn nào, thời gian bắt đầu. Anh là chuyên gia cơ mà. Thôi nào, chuyên gia gì chứ? Làm sao để chặt cái bắp cải bằng súng trường bắn tỉa? Thế nào, bây giờ chúng ta có 3 mục tiêu, đó là các cây bắp cải số 1, số 2 và số 3. Tất cả những nội dung trên và hơn thế nữa sẽ có trong chương trình của chúng ta. Súng bắn tỉa cỡ nòng bé Sobol có thể sử dụng trong bắn súng thể thao giải trí, cũng như săn bắn các loại chim và thú nhỏ. Ở trường hợp thứ hai, để không làm hỏng bộ da quý giá của động vật, thợ săn cần phải có kỹ năng bắn thật chính xác. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện tập các kỹ năng đó.
Tôi đề nghị bắn các quả bóng bay. Bên trong chúng chứa bột mì, tổng cộng có 7 quả. Tôi sẽ bấm giờ và các anh cần phải hạ tất cả chúng. Được thôi, hãy thử xem nào, giống như trên trường bắn. Chúng tôi sẽ tính tốc độ bắn cũng như số lượng phát bắn, và người thắng phải là người có kết quả tốt nhất. Lên đạn và bấm giờ nào. Thời gian bắt đầu thôi. Anh là chuyên gia cơ mà. Thôi nào, chuyên gia gì cơ chứ. Được rồi. Chúng rồi, tốt lắm. Xong. Như vậy, tổng thời gian của chúng ta là 26 giây. Đã hết thời gian, 9 phát bắn, 7 phát trúng, 26 giây. Tuyệt vời. Cố gắng hết sức. Kết quả không hề tồi. Bây giờ tới lượt tôi. Và như vậy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắn đi nào. Thời gian bắt đầu. Tuyệt thật. Quên mất. Vâng, không phải tự động. Tốt lắm. Băng đạn, sao cơ? Băng đạn à? Băng đạn tháo ra như thế nào? Như thế này này. Thời gian kia vẫn đang tính thời gian đấy. Đây không phải là súng tự động. Lại còn băng đạn nữa chứ. Băng đạn. Anh đã nhập cuộc không hề tôi. Vâng, thôi không sao. Lên đạn nào. Không phải tự động đâu nhé. Đúng rồi. Đúng như thế. Được rồi, cuối cùng cũng xong cờ đấy. Để hạ 7 mục tiêu, tôi đã phải tốn gần 2 phút và hơn 20 viên đạn. Tuy nhiên, tôi không có ý định sẽ là một thợ săn chuyên nghiệp, cho nên kết quả này đối với tôi khá là ổn. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ sử dụng cỡ nòng lớn hơn, cũng như loại bia khác. Thế nào, bây giờ chúng ta có 3 mục tiêu, đó là các cây bắp cải số 1, số 2 và số 3. Tóm lại, tôi sẽ thử bắn nhanh lần lượt từng cây một. Vâng, tôi đề nghị nạp đạn đã. Còn bây giờ, hãy thử nạp cho cả nhóm xem nào. Ý tưởng hay đấy. Giúp tôi với nào. Nhưng làm thế thật nghệ thuật vào, để tất cả khán giả đều được chiêm ngưỡng nhé. Cầm lấy. Bây giờ anh đã là chuyên gia rồi. Đừng để phí thời gian nhé. Bởi vì tôi muốn bắn lắm rồi. Không gì còn có thể cản nổi tôi nữa. Thật sự đấy, Sasha. Cảm ơn anh vì điều đó nhé. Tôi đã sẵn sàng. 3 lần liên tiếp. Mục tiêu thứ nhất. Sẵn sàng. Xong. Thứ hai nào. Thứ hai. Và tiếp theo là thứ ba. Bắn cơ động với đạn 338 thật sự là một ấn tượng khó quên. Ở tình huống quay chậm có thể thấy rõ, sau khi trúng mục tiêu, viên đạn bị vỡ làm đôi, và sau khi xuyên qua cây bắp cải, nó đã xé tan mục tiêu thành các mảnh vụn. Hôm nay chúng ta đã làm quen với hai loại súng bắn tỉa hoàn toàn khác nhau về cả tính năng và giá cả. Một số người sẽ thích các công nghệ của Blazer. Số người khác thì thích giá cả hợp lý, sự đơn giản và độ tin cậy theo thời gian của Sobol. Dù sao, chính các bạn mới là người đưa ra quyết định sẽ sở hữu loại súng nào. Những khẩu súng mà chúng tôi đã lựa chọn hôm nay, mặc dù khác nhau hoàn toàn, nhưng đều có một điểm chung là hỏa lực rất mạnh, và chỉ được sử dụng chúng theo chỉ định. Và hãy nhớ rằng, kỹ năng sử dụng vũ khí thành thạo không bắt đầu từ đôi tay, mà bắt đầu từ cái đầu. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.